Chào mọi người, em xin tự giới thiệu, em là Hớn, là nhân viên marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thiết bị Nhà Yến Thân Thi. Hệ thống công ty Nhà Yến xin giới thiệu đến các anh chị đại lý tại tỉnh Gia Lai, đại lý Thái Sơn, địa chỉ tại thôn Hờ Linh 2, xã Y Ma Rình, huyện Y Ba, tỉnh Gia Lai. Với mong muốn đạt hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất, công ty chuyên cung cấp các thiết bị nhập khẩu, thương hiệu Audat, chính hãng đến từ Indonesia, độc quyền tại Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng và lắp đặt nhà nuôi yến và còn tư vấn, tìm ra nguyên nhân, giúp các anh chị sửa chữa lại các nhà yến thất bại. Công ty luôn cập nhật những sản phẩm chính hãng tốt nhất đến với nhà yến các anh chị để cho ra đời những sản phẩm yến xào chất lượng cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thiết bị Nhà Yến Thân Thi, đại lý Gia Lai, yến xào Thái Sơn. Xin chân thành cảm ơn các anh chị đã và đang tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi. Xin cảm ơn.